Bắt đầu từ ngày hôm nay 11 tháng 1, Hà Nội sẽ cấm các xe hợp đồng dưới 9 chỗ đi vào 13 tuyến phố trong khung giờ cao điểm. 13 tuyến phố này bao gồm Hoàng Hoa Thám, Mai Xuân Thưởng, Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh, Khâm Thiên, Cầu Trương Dương, chiều Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật, Hàng Bài, Phủ Doãn, Cầu Giấy, Xuân Thủy và Giải Phóng. Đây cũng là những tuyến phố trước đó đã cấm taxi. Việc lắp biển cấm đã hoàn thành xong từ ngày hôm qua 10 tháng 1. Các loại xe này sẽ bị cấm từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Nếu vi phạm thì sẽ bị lực lượng chức năng xử lý. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định đã có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xe hợp đồng dưới 9 chỗ về việc cấm xe ở các tuyến đường này.